Đây là một gia tộc đã làm dài trên sự cố của chúng ta. Trong không khí này, như ban nãy chúng ta nhìn thấy hai chú cháu giữ với nhau một cách rất xúc động. Tôi rất là tràn đầy cảm xúc trong cái cuộc vừa rồi khi ngồi trong cánh gà xem nghệ sĩ ưu tú Quý Trân và nghệ sĩ Thanh Thơ biểu diễn. Thưa quý vị, có lẽ trong những ngày chúng ta hãy dành đôi phút ngắn lại để lắng lòng mình nghe nghệ sĩ ưu tú Quý Trân trải lòng trong chương trình ngày hôm nay. Được biết nghệ sĩ ưu tú Quý Trân là con của cố nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, và nghệ sĩ ưu tú Quý Trân cũng là một trong những người cháu của Thanh Tòng đã được học tập một cách rất bài bản, để được trang bị cho mình một kiến thức rất tốt. Và Quý Trân là không quyết định đi theo nghề nào cả, mà lại đi theo nghề của cha mình, của ông bà, của tổ tiên mình. Trong không khí này, có lẽ Quý Trân nên chia sẻ cái tình cảm nào, cái động lực nào đã giúp cho Quý Trân, bởi vì theo như chúng tôi được biết, khi Quý Trân thành công trong giai đoạn này, sân khấu cải lương đã trở lại. Nhưng Quý Trân vẫn không nản lòng, Quý Trân vẫn tiếp tục đi theo con đường của cha mình, của ông bà tổ tiên mình. Quý Trân sẽ chia sẻ với quý vị. Gia đình của Quý Trân thì như tất cả quý vị có yêu thương, có dõi theo thì cũng biết là đã nhiều đời ăn cơm tổ hay nghiệp tổ, Quý Trân cũng được sinh ra lớn lên và được nuôi dưỡng từ những hạt cơm đó. Từ nhỏ là cái niềm đam mê ca hát, những giai điệu âm ngưỡng của vọng cổ cải lương nó thấm vào mình lúc nào không hay, và cứ hàng ngày như thế đi theo ba xem ba và các cô chú các anh chị nghệ sĩ biểu diễn thì mê lắm. Đến khi mà khoảng mười mấy tuổi thì khi mà tham gia đội của Bạch Long rồi thì ba em bé trên mê hát quá, và sợ là cũng như một số trường hợp ngày xưa là theo hát thì không có mê học, chỉ có muốn ngày nào cũng đi tập tuồng, ngày nào cũng được đứng sân khấu hát thôi. Do đó thì ba có con thấy là bắt là phải học giỏi thì mới được hát, thế là không được theo hát thường xuyên. Nhưng mà cùng lại đó thì mình có thêm được những kiến thức ở nhà trường. Đó cũng là một cái hành trang quý báu góp phần của Quý Trân có thể tự tin hơn khi mà mình gặp cái nhân vật mình theo dõi, mình nghiên cứu, mình tìm hiểu và mình thể hiện nó được tốt hơn trong cái khả năng của mình. Sau đó thì ba Quý Trân nó dù không nói ra nhưng mà trong thâm tâm lúc nào cũng mong muốn con mình nói nhiều cha, nói nhiều ông bà. Cho nên là Trân hiểu được cái điều đó bằng cái niềm đam mê thật sự bản thân Trân có, thêm một cái trách nhiệm là ý thức là mình nói nghiệp ba của mình. Và lớn hơn nữa sau này mình hiểu được rằng cải lương là một nghề truyền thống dân tộc Mỹ. Chính những điều đó là cô giúp với Trân cố gắng, mặc dù có khó khăn, có vất vả gì đi nữa, nhưng mà được những tình cảm yêu thương của khán giả đến bây giờ cũng luôn ủng hộ cải lương, ủng hộ gia đình và khán giả ta đang còn, đó là niềm động lực rất lớn cho các thế hệ con cháu cộng tác là vì trình gấp vũ đạo và bây giờ là chúng ta là người trẻ đang để chúng ta bước ra đầu tiên. Sau này thì chú dạy nghề, truyền nghề cho các bạn trẻ, ai mà yêu thích cải lương thuần cổ là chú sẵn sàng nhiệt huyết hết lòng, mặc dù là xương khớp đau nhức mà chú vẫn xả thân trên sàn tập từng động tác một cho các bạn trẻ. Chính vì thế mà tôi cảm thấy rất là cảm phục, rất là ngưỡng mộ Thanh Sơn. Và sau khi mà trước đây thì chú là người miệt mài theo ba và theo các anh chị em ở trong đoàn, chú tích lũy góp nhặt và ghi nhớ, ghi nhớ rất là tốt với thầy giai mà từng đã bên trong là các con cháu. Người trong nó trội sao mà chú có thể nhớ từng ghi từng ký những cái ký ức xa xưa như thế, để ngày hôm nay chú tái hiện dần dần trên mỗi chương trình của nhà khóa thanh niên mà anh thầy Lũy đã tạo điều kiện cho chú Thanh Sơn cùng với các học trò của mình để tái hiện lại cái vở diễn kinh điển ngày xưa, để có thể lưu giữ lại và truyền lại những cái vốn quý về nghệ thuật cải lương truyền cổ của gia đình Minh Cao Thanh Tòng và của dân tộc mình. Thì hôm nay được diễn lại với chú Quốc Minh Cao thấy rất là hạnh phúc, bởi vì cái hình ảnh của ba nó cứ buồn về. Và sau khi ba Trân đã ra đi thì chú Thanh Sơn đã là người dường như là lĩnh hội được tất cả những điều đó,
và làm được những cái điều rất là lớn lao và mang lại cái niềm tự hào của gia đình, là Chúa đã mang cả dân tộc cổ Việt Nam sang tận nước ngoài, từ đây nhất là đi Pháp giảng dạy trong các trường nghệ thuật. Và hình ảnh của một người nghệ sĩ cả dân tộc cổ Việt Nam đầu tiên được dán trên bản đồ của chương trình đó, của trường học đó, thì đó là một niềm hạnh phúc. Và tôi cảm thấy là mình thật sự là hãnh diện khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống văn nghệ này. Từ trên xuống dưới, ai cũng yêu nghề, sẵn sàng hy sinh tất cả để mà vun đắp cho Việt Nam.